Đoàn Di Băng bị sóc xỉm không có con trai, chồng đại gia ra tay. Tối ngày 19 tháng 9, doanh nhân Nguyễn Quốc Phú hào hứng chia sẻ loạt ảnh siêu nhắng nhít của đoàn Di Băng với ba con gái. Khoảnh khắc ghi lại, trong khi Yuki nằm chơi điện thoại thì đoàn Di Băng và con gái cả Hana quẩy banh căn phòng trước sự theo dõi của fan cứng Bình Bình. Đính kèm giây phút vui nhộn của vợ con, đại gia quận 7 bất lực bày tỏ, một đứa shopping, ba đứa phá, rồi may có về phòng cho tụi nhỏ ngủ mai đi học không băng, sao mà phá quá dị. Bài viết của doanh nhân họ Nguyễn lập tức hút bão tương tác với 25.000 like, thả tim cùng hơn 1.000 bình luận. Cư dân mạng thích thú với không khí trong nhà của vợ chồng đoàn Di Băng. Sau một tài khoản gây chú ý đặc biệt khi để bình luận mỉa mai chuyện CEO Nguyễn Quốc Phú không có con trai, không có cỏ à, cạc 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 không vậy. Những tưởng giữa hàng nghìn bình luận, con của người này sẽ bị doanh nhân Nguyễn Quốc Phú bỏ qua, nhưng không, bị sóc xỉm. Ông xã đoàn Di Băng căng đét nhắn lại, nói tiếng người đi em. Năm 2012, đoàn Di Băng, Nguyễn Quốc Phú kết hôn. Sau gần 10 năm sống chung, hiện họ có với nhau 3 người con gái lần lượt tên Hana, Yuki và Bình Bình. Lắm tiền nhiều của xong việc vợ chồng đoàn Di Băng chỉ sinh được con gái khiến cặp đôi bị cười chê, coi thường. Năm lần 7 lượt nhận sự soi xét của dư luận, vợ chồng nữ đại gia cũng chẳng phải dạng vừa khi sẵn sàng đáp trả lại. Cụ thể trước đó, khi bị nói làm cho cố mốt chỉ để con rể hưởng bà xã doanh nhân Nguyễn Quốc Phú đáp lại, tôi thì nghĩ đơn giản lắm, sao cũng được miễn con tôi không phải vì đồng tiền mà lấy người nó không thương, tự do chọn đi mấy đứa, hạnh phúc là được. Hay có lần bị chú ẻo, đẻ toàn con gái, chồng không bỏ mới lạ. Đoàn Di Băng sau đó đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên chồng trong bữa tiệc trăm triệu kỷ niệm 9 năm ngày cưới và phản pháo. Hồi đó đi học có học môn sinh học không anh gì ơi? Nói ra làm gì để người ta biết mình thất học vậy? Được biết, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ cũng không phải là người quá coi trọng việc phải có con trai. Trước đó, anh từng bày tỏ rõ quan điểm này thông qua chia sẻ. Nếu gia đình anh mà có cái truyền thống phụ nữ là phải ngồi mâm dưới thì anh xin phép được ngồi cùng mâm dưới với vợ con anh. Vì anh tin chỉ ngồi cùng vợ con anh mới ăn ngon miệng và hạnh phúc. Gia đình là nơi để yêu thương chứ không phải là nơi để rạch ròi hơn thua nhau cái giới tính. Ngoài ra, ông xã đoàn Di Băng cũng tiết lộ chuyện vợ chồng anh không có kế hoạch sinh thêm con dù chưa có người nối dõi tông đường. Nói về lý do ngừng đẻ thêm, vị đại gia cho biết anh lo lắng cho sức khỏe của bà xã. Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ luôn tự hào có vợ xinh đẹp, giỏi giang và ba cô con gái đáng yêu. Anh cũng không ít lần lên tiếng bảo vệ trước những bình luận không hay về đoàn Di Băng. Ngoài được biết đến là đại gia lắm của nhiều tiền, yêu thương con cái, vợ chồng đoàn Di Băng còn được biết đến là những người con vô cùng hiếu thảo khi thường xuyên tặng những món quà giá trị cho người thân. Năm ngoái, bà mẹ ba con tiết lộ đã tặng cho bố mẹ ruột một căn hộ tại khu đô thị cao cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nói về lý do chi mạnh tay tặng nhà cho bố mẹ, Hot Mom Sài Thành cho hay, chỉ tính cho ba mẹ chị căn nhà đang ở khoảng 22 tỷ khi chuyển về nhà mới, ý chỉ tòa lâu đài 400 tỷ chuẩn bị xây. Nhưng ông bà lại ngại vì vợ chồng sẽ còn qua lại ngôi nhà này, bởi ông bà có nuôi chó anh Vũ bị dị ứng lông chó. Vậy nên thôi chị cho ba mẹ căn khác mới hoàn toàn vậy. Nhìn bản phối bà mẹ trẻ khoe ai cũng phải tròn mắt. Nói là biệt thự cũng không quá vì bất động sản này nhìn rất hoành tráng, có cả khu để xe ô tô. Mới nhất trên trang cá nhân, đại gia quận 7 tiếp tục hé lộ ảnh về bất động sản đang hoàn thiện tặng hai vị phụ huynh. Cô viết, anh ba chị mẹ nay xuống thăm công trình. Tầm một tháng nữa là anh, chị được về nhà mới rồi. Uổng quá, không kịp nhận quà tháng Vu Lan nha chị Thủy, tên của mẹ Di Băng. Kèm theo bài đăng là hình ảnh bố mẹ Di Băng đang xuống thăm nhà. Dù đang trong quá trình hoàn thiện nhưng ai cũng phải trầm trồ vì quá hoành tráng. Bất động sản rộng rãi, có cả khoảng sân vô cùng lớn. Phía trong nhà dự kiến sẽ được lát sàn gỗ và trải thảm. Nội thất cũng toàn thiết bị nhập khẩu từ châu Âu. Nhìn cách Di Băng báo hiếu bố mẹ, ai nấy đều bày tỏ ngưỡng mộ. Trước đó, khi chia sẻ về cảm xúc của mẹ ruột khi sắp nhận nhà, Di Băng tâm sự mẹ của cô cảm động đến suýt bật khóc. Được biết, Di Băng sinh ra trong gia đình có 4 chị em gái, cô là chị thứ 2 trong nhà. Hiện cả 4 chị em Di Băng đã yên bề gia thất, ai cũng có cuộc sống sung túc, đủ đầy.